Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 5 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, xoay quanh thông tin cơn bão siêu mạnh có tên là Nawa vào ngày 3 tháng 8 đã đổ bộ khiến đảo Hải Nam Trung Quốc tê liệt. Chính quyền Hải Nam cho biết bão đổ bộ qua hòn đảo này vào 2 giờ rạng sáng ngày 5 tháng 8, gây ra những cơn mưa to và gió giật mạnh với vận tốc 162 km/h, khiến toàn bộ trường học, hệ thống giao thông trên đảo phải ngừng hoạt động. Lượng mưa lũ cực lớn cùng với bão mạnh đã đánh sập một trung tâm nông nghiệp chính của tỉnh Hải Nam, cuốn trôi hàng nghìn gia súc, gia cầm và nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu. Trước sự giận dữ khủng khiếp của mẹ thiên nhiên, người dân nơi đây chỉ biết bật khóc, nức nở khi chứng kiến đàn gia súc của mình chết sau khi bị lũ cuốn trôi, nằm chỏng trơ bên đường. Trong phút chốc, cả cơ nghiệp tan biến. Cũng theo nguồn tin từ Taiwan News cho biết, bão mạnh cũng đã gây ra lũ lụt và lở đất nuốt chửng các đoạn đường cao tốc, buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Theo ghi nhận, chỉ khoảng vài tiếng đồng hồ mà số người thiệt mạng lên đến 312 người và 97 người được báo cáo là mất tích. Cơ quan khí tượng Hải Nam dự tính thiệt hại do cơn bão Nawa gây ra sẽ rất nặng nề, bởi đây là cơn bão mạnh nhất, có sức hủy diệt lớn nhất đổ bộ vào hòn đảo này trong một thập kỷ qua. Mưa lớn đã khiến một số nơi bị ngập cục bộ, có nơi ngập từ 1 đến 1,5 mét. Cũng tại thành phố Vân Khẩu, Hải Nam, mưa lớn khiến nước lũ trên sông lên nhanh chóng. Trong phút chốc đã cuốn trôi hơn 300 con heo của một gia đình tại đây. Theo gia đình bà Chu, 53 tuổi, do tờ Sinho cho biết, trời bắt đầu mưa và nổi những cơn cuồng phong từ 2-3 giờ tối ngày 2 tháng 8 đến khi bão mạnh ập tới. Thấy mưa càng lúc càng to, nước lên nhanh, gia đình bà đã hô hoán hàng xóm đến cùng ứng cứu đàn heo. Trong khoảng 30 phút thì hơn 300 con heo của gia đình bà đã bị dòng nước lũ cuốn đi trước sự bất lực của gần 10 người đang đứng gần đó. Chưa kể, hàng trăm đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi của nhiều gia đình khác thiệt hại về tài sản là không thể đong đếm. Cảnh quay trên không được ghi hình vào sáng ngày 5 tháng 8 cho biết một số chuồng trại bị nước lũ nhấn chìm. Nông dân và người dân đã chạy đua với thời tiết để cứu những con vật của mình khỏi vùng nước dâng cao, sử dụng thuyền máy để kéo từng con bò bị ngập một phần trong nước lên vùng đất cao hơn, nhưng tất cả đều phải bất lực vì nước lũ quá hung hãn. Nếu họ không chạy thì mạng sống của họ cũng sẽ bị cuốn theo những đàn gia súc. Cũng theo tờ Thẩm Quyền Online sáng nay, trích thông báo của chính quyền Hải Nam cho biết hiện tượng mưa lớn đã xuất hiện ở địa phương này từ đêm ngày 1 tháng 8. Lượng mưa trung bình đo được 342,3 mm, thậm chí lượng mưa đo tại thị trấn Trung Trang lên tới 440,1 mm. Thông tin cho biết thêm, mưa lớn đã gây ra hiện tượng lũ quét tại huyện Thi Nam vào lúc 8 giờ sáng ngày 5 tháng 8 và cuốn trôi ít nhất 250 con bò của một trang trại chăn nuôi gia súc trong địa phương này. Nhiều người chưa xác định con số cụ thể có thể bị cuốn trôi. Sau khi hình ảnh trên được chia sẻ, ai nấy đều bày tỏ sự xót xa trước những khó khăn mà người dân Hải Nam phải đối mặt do ảnh hưởng của mưa bão. Nhìn mà xót xa quá, cả năm tích góp nuôi được đàn bò, đàn lợn mà giờ trắng tay chỉ sau một đêm. Người dân khổ quá, cả gia tài lớn trôi nổi về đâu. Thương thật sự, chỉ mong bão lũ qua nhanh để người dân sớm ổn định lại cuộc sống, cả cơ nghiệp bị mất hết rồi. Còn gì sau bão đâu? Được biết, sau khi nhận được tin báo, các ngành chức năng lập tức triển khai hoạt động cứu trợ thiên tai, tổ chức di rời người dân cũng như số bò còn lại của trang trại tới nơi an toàn. Thực hiện việc tẩy trùng chuồng trại chăn nuôi và khu vực xung quanh, cũng như tiến hành xử lý xác những con bò bị lũ cuốn trôi. Cơn bão đổ bộ vào thành phố Vân Xương, Hải Nam cũng làm cho các chuyến bay phải hạ cánh và tàu hỏa tạm thời ngừng hoạt động khi có gió mạnh. Những cơn gió và mưa lớn làm gián đoạn giao thông tại địa phương. Sân bay quốc tế Hải Khẩu Mai Lan đã hủy 50 chuyến bay và sân bay thành phố Tam Á hủy 6 chuyến bay trong ngày hôm nay. Tất cả các dịch vụ tại eo biển Quỳnh Sơn ngăn cách đảo Hải Nam với tỉnh Quảng Đông và các dịch vụ đường sắt cao tốc chạy qua đảo tạm ngừng lại, trong khi hơn 100 chuyến xe buýt ở Hải Khẩu đang ngừng hoạt động kể từ lúc 10 giờ sáng. Được biết, bão Nawa trước đó quét qua Philippines cũng đem đến mưa gió lớn. Ít nhất 16 người phải điều trị y tế, 700 chuyến bay bị ảnh hưởng. Trung Quốc đã phát cảnh báo xanh dương cho cơn bão. Trong số 4 màu, màu cam, màu vàng, màu xanh giảm dần mức độ nghiêm trọng. Cũng theo Tân Hoa Xã cho biết, bán kính ảnh hưởng của cơn bão rộng cũng đã khiến các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây xuất hiện những cơn bão lớn. Trong khi đó, những đợt mưa xối xả trong thời gian gần đây đã gây ra lũ lụt và lở đất tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc.
Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, lở đất và lũ lụt ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến nhiều nhà cửa hư hại, gia súc bị cuốn trôi, buộc các cơ quan chức năng phải tiến hành sơ tán hơn 1.000 người dân tại một số khu vực trước khi lũ quét qua nơi họ sinh sống. Trong khi đó, tại tỉnh An Huy, mưa lớn đã làm nước ở các con sông tràn bờ, khiến cho nhiều ngôi làng và khu vực đất canh tác, nông nghiệp bị úng ngập. Chính quyền tỉnh An Huy đều phải huy động nhiều máy bơm chạy suốt ngày đêm để thoát nước. Ở tỉnh Hồ Nam, mưa lớn khiến cho nước ở các con sông tràn bờ, gây ra cảnh ngập úng cho nhiều ngôi làng gần đó. Bộ cơ quan cứu hộ buộc phải sử dụng xuồng cao su tiếp cận khu vực ngập lụt để giải cứu người dân. Hơn 15 triệu người dân miền Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với lượng mưa lớn bất thường nhấn chìm và cuốn trôi nhà cửa. Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa lớn liên tục, nước lũ cuồn cuộn chảy qua những con phố trong thị trấn, nhấn chìm nhiều tòa nhà thành phố sang khắp miền Nam Trung Quốc. Kính thưa quý vị, bản tin ngày 5 tháng 8 tiếp tục xoay quanh những thông tin liên quan đến những dự đoán của các nhà tiên tri về trận đại hồng thủy kịch tính đang diễn ra từ ngày 24 tháng 7 kéo dài đến ngày 2 tháng 8, có nguy cơ gây vỡ đập Tam Hiệp cùng hàng nghìn những con đập nhỏ khác trên khắp Trung Quốc. Các nhà tiên tri còn chắc chắn rằng vào giữa mùa lũ năm nay, siêu đập Tam Hiệp sẽ có thể sẽ bị thất thủ, khiến ai nấy đều rùng mình về lời tiên tri cho siêu đập Tam Hiệp. Thông tin cũng cho biết, mấy ngày gần đây, người dân đại lục sống gần con đập đang lũ lượt di rời đến nơi khác. Theo ghi nhận, có rất nhiều thị trấn ở Trung Quốc đang trong tình trạng vườn không nhà trống, khiến cho Tập Cận Bình cũng bất lực trước sự di cư lớn về nỗi lo sợ thảm họa thiên tai lại xảy ra của người dân. Trong video mới nhất vào ngày 24 tháng 7 vừa qua của thần đồng tiên tri Anand, 15 tuổi người Ấn Độ, và bộ video của bậc thầy tiên tri người Malaysia, ông Dato' Anthony Chen, vào ngày 6 tháng 6, lần nữa lại gây chấn động cho dư luận. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về những lời tiên đoán của thần đồng Anand. Trong video mới nhất của mình, Anand nói rằng năm nay là năm mặt trăng hoạt động rất mạnh, cộng thêm một số thiên tượng khác tạo thành những đám mây đen tối. Từ đó, trời sẽ liên tục đổ mưa. Điều này liên quan đến những người đang sống gần các con sông và đặc biệt gần các đập nước. Anand cũng đồng thời cũng nói đến Trung Quốc là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa này, khi sở hữu gần 100.000 đập nước lớn nhỏ khác nhau. Theo đó, Anand cảnh báo thời gian cuối tháng này đến giữa tháng Giêng năm sau, các đợt Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ đón những cơn mưa dữ dội và địa chấn xảy ra ở nhiều nơi. Điều này sẽ làm hỏng cấu trúc đập và đe dọa trực tiếp đến sự sống của con đập Tam Hiệp. Nếu thảm họa không dừng lại, thì đến cuối năm nay, công trình vĩ đại mà chính quyền Bắc Kinh luôn tự hào sẽ hoàn toàn bị thất thủ. Anand nói một cách chắc chắn rằng vào cuối năm nay, con đập Tam Hiệp có thể bị thất thủ hoặc lâu nhất là trong khoảng thời gian từ năm 2030 đến năm 2035, Anand nhấn mạnh. Video này không phải là để hù dọa mọi người mà là mang tính cảnh báo. Vì sự việc này rất nghiêm trọng, nó không phải là chuyện nhỏ và ảnh hưởng đến nhiều người. Anand nói một con đập không như thời tiết tự nhiên, rất khó để dự báo khi nó sẽ vỡ. Điều này rất quan trọng đối với chính quyền, đặc biệt những người có thẩm quyền trực tiếp đối với con đập, để họ hiểu rằng 6 tháng tiếp theo sẽ rất quan trọng đối với sự an toàn của con đập. Anand nói rằng chính phủ Bắc Kinh phải đặt lợi ích của xã hội lên hàng đầu. Nếu điều này không được thực hiện thì họ chắc chắn có một bí mật và động cơ nào đó. Anand nhận định kiến thức của những nhà hiền triết cổ đại là vô cùng thông tuệ và sáng suốt, vì vậy khuyên những nhà chức trách nên học hỏi cách làm của họ. Những lời tiên đoán này càng khiến dân Trung Quốc lo sợ về thảm họa đập Tam Hiệp khi con đập này đã gây ra những hậu quả về sinh thái, đời sống xã hội. Từ góc độ phong thủy, đập Tam Hiệp đã đàn áp long mạch của Trung Quốc quá lâu. Nhìn nhận từ quan điểm khoa học tự nhiên thì những thiên tai do đập mang lại cũng là quá nhiều. Đồng thời, cậu bé Anand cho biết sẽ có những sự kiện xảy ra trong 6 tháng tiếp theo và nó có thể ảnh hưởng đến sự an toàn con đập. Do đó, chính phủ của cơ quan chức năng cần hết sức thận trọng để thay đổi đường lối và cần phải xem xét các khía cạnh chiêm tinh và trên thực tế cụ thể. Anand cho biết, khung thời gian, đặc biệt là giữa tháng Giêng và tháng Tư, con đập có thể không hỏng ngay nhưng chắc chắn điều này sẽ làm hư hại nó. Bởi vì tháng Tư năm sau sẽ còn rất nhiều tác động tiêu cực xảy đến con đập. Đồng thời, cầu khuyên các nhà chức trách Trung Quốc nên quan tâm đến sự an toàn của con đập, xem xét kỹ càng nó hay đơn thuần là kiểm tra các chỉ số kỹ thuật của nó để xem thử nó có an toàn nữa hay không. Điều này đã khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ hơn là khi Anand hé lộ nguyên nhân dẫn đến thảm họa lần này. Do nghiệp lực tại mảnh đất Trung Hoa này tích tụ quá nhiều oán khí nặng nề, khiến đất trời nổi loạn. Bên cạnh đó, cậu bé cũng liệt kê ra một số nghiệp như là giết hại quá nhiều sinh mạng vô tội và cả động vật, lừa dối lẫn nhau. Theo đuổi cảm xúc không phù hợp khiến tần số rung động của con người trở nên tiêu cực,
khiến cho nghiệp lực của con người tích tụ quá lớn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến thảm họa. Nếu không nhận ra sai lầm của mình và cùng nhau sửa đổi, thì dù làm gì cũng không thể thay đổi được cục diện. Cụ thể, Anand nói những thứ khác nhau đang ảnh hưởng đến thế giới ngày nay, nhưng vẫn có những cái chết trên toàn thế giới. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện khắp mọi nơi. Rất nhiều sự kiện ảnh hưởng đến hàng nghìn doanh nghiệp, tất cả là vì nghiệp lực của chúng ta. Nó không phải là một sự ngẫu nhiên, không có sự kiện nào xảy ra trên thế giới là sự ngẫu nhiên, nó là do nghiệp. Bởi vì do chúng ta đã gây ra, vậy nên chúng ta không thể nào trốn thoát. Khi đã làm một việc gì đó sẽ có quả báo và không có cách nào để thoát được. Trong cuối đoạn video, Anand cũng dẫn chứng về con đập bị vỡ mang tên Oroville ở Mỹ. Đây là con đập nằm ở bang California. Nó bị vỡ vào ngày 12 tháng 3 năm 1928. Thảm họa này được xem là một trong những sự cố công trình dân dụng tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trận lụt sau đó lại giết chết vô số người và cuốn trôi hàng ngàn hecta đất màu mỡ. Con đập được giám sát bởi William, quản lý kiêm kỹ sư trưởng của Cục Cung cấp Công trình nước Los Angeles. Một vết nứt và rò rỉ được quan sát thấy trong đập và các trụ của nó, nhưng ông bác bỏ những điều này và cho rằng nó là bình thường. Sau khi hồ chứa được lấp đầy lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 3 năm 1928, ông đều kiểm tra con đập và tuyên bố đã an toàn. Tuy nhiên, ngay trước nửa đêm ngày 12 tháng 3, bức tường bê tông khổng lồ con đập đã sụp đổ, khiến hàng tỷ ga lông nước đổ xuống các thị trấn bên dưới hạ lưu bị ngập lụt. Hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy. Số người thiệt mạng chính thức được ước tính là 450 người, nhưng số người thiệt mạng có thể cao hơn nhiều. Thi thể nạn nhân không bao giờ được vớt lên. Vô số công nhân trong trại tạm thời và những người nhập cư bất hợp pháp đã thiệt mạng trong trận lụt chưa bao giờ được thống kê chính thức. Anand nói đây là bài học kinh nghiệm cho mọi người, mặc dù các nhà chức trách đã sử dụng các mô hình kỹ thuật hoặc là công thức toán học để phân tích về sự an toàn con đập, nhưng nó đã thất bại và tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin mới của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!